Alo, xin chào các bạn, mình là Duy. Thì hôm nay mình xin làm cái video về tạo một cái slideshow bằng Windows Form Application. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cái IDE là cái Visual C# hay là ML Express. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái Visual Studio. Thì cái thằng Visual Studio này nặng quá nên là mình xài đỡ cái thằng này. Thì đầu tiên các bạn mở cái Visual C# 2010 lên, các bạn chọn file, bạn chọn new project. Đây các bạn click vào cái Windows Form Application, đặt tên ví dụ như là tutorials. Bạn bấm OK. Để đây nó sẽ hiện ra cái form. Bây giờ chúng ta cần một cái picture box. Các bạn click vào đây, các bạn chọn Dock in Parent Container thì nó sẽ fix luôn cái form này. Ở đây thì cái size mode các bạn chọn là Street Image để cho cái hình nó sẽ nằm gọn vô, nó tự động resize gọn vào cái picture box này. Xong các bạn chọn một cái nữa là cái timer. Ở đây thì các bạn double click vào không không các bạn set cái property cho nó là timer. Ở đây interval là 100, thêm số 0 nữa là 1000, đây là 1000 mili giây, tức là 1 giây. Ở bạn bấm enter rồi xong chúng ta sẽ cần một cái list image list, để chúng ta gõ vào image list. Ở đây chúng ta bấm vào đây, chúng ta sẽ chọn add mấy cái hình mà chúng ta muốn cho nó chạy ấy. Thì giả sử tôi bấm chọn mấy cái hình này, bấm open rồi các bạn bấm ok rồi xong. Bây giờ chúng ta sẽ double click vào cái form để nó ra cái sự kiện form load. Rồi chúng ta sẽ set cái timer chấm enable cho nó là true để cho timer nó chạy. Xong rồi chúng ta click vào cái timer này, nó sẽ phát sinh sự kiện là tick. Thì sau mỗi tick thì nó sẽ làm gì đó, này là làm do something here. Thì ở đây là các bạn sẽ làm gì, picture box chấm image sẽ bằng cái image list chấm image. Nhưng mà ở đây chúng ta để cái này có S, có nghĩa là một cái image list. Đây đây là image list thứ thứ y, thì mỗi nó sẽ y tăng lên. Thì đây ngoài biến chúng ta sẽ thay báo một cái biến toàn cục in y bằng 0, và ở dưới này ta sẽ y cộng cộng để tăng biến y lên. Thì sau mỗi lần mà nó chạy một tick thì nó chạy cái đống này, là lúc này y bằng 0, xong y tăng lên y cộng cộng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy thử, bạn bấm F5 hoặc là bấm vào cái nút Start để Begin. Thì sau 1 giây nó sẽ thay đổi hình ảnh như thế này. Nhưng mà tại sao cái hình lại mờ như thế này? Cái này lý do là vì cái image list của chúng ta. Các bạn bấm vào đây nhé, các bạn chỉnh cho nó là F là 32 bit. Và ở bên này chúng ta sẽ cho cái image size của nó rộng rộng ra một chút, nghĩa là cho nó hình cho nó rõ, nó không có bị vỡ ảnh. Thì chúng ta chọn là width là 256, hay cũng là 256, và các bạn bấm enter. Giờ chúng ta chạy lại lần nữa. Rồi bây giờ hình nó đã rõ hơn. Thì với cái cách làm này thì chúng ta có thể biến tấu cho nó, biến tấu cho cái bài này chúng ta sẽ làm, hoặc là chúng ta làm một cái live show nó chạy tự động từ bên trái qua bên phải. Hoặc là chúng ta sẽ tạo một cái mấy cái read cái slideshow. Ở đây nó sẽ phát sinh ra lỗi, là vì mà khi y tăng cộng cộng lên thì cái thằng này nó vượt quá cái giới hạn, cái số hình ảnh của chúng ta nó lớn, cái y này nó lớn hơn cái tổng số hình ảnh trong cái image list thì nó sẽ văng ra lỗi. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ để cho nó vào một cái if. Các bạn cần cho Ctrl S copy đây. Thì if này nếu mà image list chấm image chấm count, nếu mà y biến cái biến y này mà lớn hơn image list chấm count thì nó sẽ, ủa không phải, không phải, nếu mà y này nó nhỏ hơn hoặc bằng thì nó sẽ chạy vào, các bạn bấm F5.
Rồi chúng ta chờ xem. Alo, lần thứ hai chạy rồi nó sẽ phát sinh rồi một cái lỗi nữa y chang như lỗi hồi nãy, nhưng mà tại sao nó lại bị lỗi như thế này? Bởi vì ở đây chúng ta sử dụng là y nhỏ hơn bằng cái cao đếm tổng số image trong cái image list, thì đây là chỉ có nhỏ hơn thôi nha, tại vì trong cái image list thì cái index của nó sẽ chạy từ không cho đi, nên này chỉ là nhỏ hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy lại lần nữa, đảm bảo sẽ hết lỗi. Rồi thì tới cái hình này là cái hình cuối cùng, cho nên là nó sẽ không có tăng lên nữa. Rồi như vậy là chúng ta đã làm xong được một cái slideshow ảnh đơn giản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.